mà vào xa không á? Ồ, khó đi lắm. Mà không đi xa không á? Dân tộc Hơ Rê hả? Làm keo thôi, làm keo với mì. Làm keo với mì hả? Từ đây vô Quảng Ngãi thì khoảng bao nhiêu km? 240 km. 240 km hả? Như vậy là xăng mình còn vừa đủ đi đúng không? À, đúng rồi đó. vừa tới nơi đúng không? Vừa tới nơi luôn. Này á, mình chạy khoảng mấy tiếng? 5 tiếng à. Mưa này mà. Ừ, 6 tiếng. 6 tiếng hả? Bí ơi, nó họ bị chặt xin rồi nè. Anh ơi, từ đây vô trong kia còn xa không? Vào làng. Còn hai cái làng nữa. Mà vào xa không á? Ồ, khó đi lắm. Mà không đi xa không á? Anh ơi, vô gò trên giữa đó. Đây, lên chỗ này khúc nữa là tới được cái xóm cây này. Xe chạy vô được không? Được. Còn lên nữa là xa. Còn lên nữa là lên không được. Tộc Hơ Rê hả? Mình ở đây là mình làm nông nghiệp thì mình làm những cái công việc gì? Làm keo thôi, làm keo với mì. Làm keo với mì hả? Rồi ở dân số ở đây là có khoảng bao nhiêu người? Dân số thì thôn thì còn thôn Gò Tam thì nói chung là cái dưới kia là 513 khẩu. À, còn cái có ở đây thì có bao nhiêu hộ nghèo? Hộ nghèo hết luôn mà. Hộ nghèo hết. Trên này là hết luôn á. Hộ nghèo hết luôn. Đó là cái điều tra hộ nghèo là mình biết đó. Ở đây là toàn bộ là hộ nghèo hết. Rồi ở đây là các em nhỏ đi học thì như thế nào? Các em nhỏ đi học rất là khó khăn, nói chung là cái đường tới này. Mấy em nhỏ do gia đình cũng chăm chỉ xuống sẽ không có đi học. Nói chung cũng thường xuyên, cũng có em nào bỏ học trên này, nói chung Gò Tranh đây với Gò Tranh trên cũng có em nào bỏ học. Còn Gò Tranh dưới thì có. Trẻ nhỏ thì bố mẹ đưa đi, rồi đi, còn đi về, lớn chiều thì đón về. Ừ.